Bài tập tiếp theo mình sẽ dẫn các bạn viết chương trình login sử dụng web API trong Android Networking. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái màn hình login. Trong màn hình login này chúng ta sẽ xem một cái request JSON về với phương thức POST về phía server. Sau đó server sẽ trả về, nếu kết quả là thành công thì chúng ta sẽ trả về cái kết quả là success và các cái message và username. Ở đây chúng ta sẽ biết chương trình. Thì trong chương trình hôm trước thì chúng ta đã làm xong cái phần đăng ký. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm tiếp cái phần login ở trong cái bài hôm trước. Các bạn bấm chuột phải và new cho mình một cái activity. Ở đây chúng ta sẽ tạo ra một empty activity và các bạn sẽ đặt tên là login. Sau đó thì chúng ta sẽ thiết kế form login. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng là link layout. Ở đây chúng ta sẽ dùng là một cái edit tag. Ở đây chúng ta sẽ có email và password. Ở đây chúng ta sẽ có là tên là login. Đây chúng ta sẽ sửa thành là tầm và chúng ta sẽ chạy chương trình login lên. Thì để chạy chương trình login lên thì chúng ta sẽ vào Android Manifest và các bạn sẽ thiết lập cho nó chạy lên form login lên đầu tiên. Chạy form login. Khi bạn run chương trình lên thì nó báo cho các bạn là cái attribute test này không tìm thấy. Ở đây cái test này, chữ test này viết thường mà mình viết hoa mất các bạn. Các bạn là chữ T này mà chữ T viết thường. Và sau đó chúng ta sẽ chạy lại chương trình. Chương trình chúng ta chạy lên như thế này các bạn. Sau đó thì chúng ta sẽ viết code cho phần Java. Ở đây thì các bạn bật lên thì cái phần login này thì nó tương tự như phần register. Ở đây thì các bạn có thể là copy cái phần register qua cũng được. Đây các bạn copy cái phần này qua. Nó tương tự nhau. Ở đây thì các bạn sẽ sửa lại cái thông tin. Ví dụ như đây là login. Ở đây chúng ta sẽ truyền vào hai thông số username và password. Ở đây thì chúng ta sẽ không có là không có name, đó là email và password. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng là login. Rồi. Set user. Nếu đúng thì success thì chúng ta sẽ in ra là thành công và ngược lại thì in ra là thất bại. Và chúng ta sẽ gọi cái này vào trong cái bức tâm. Ở đây thì chúng ta sẽ khai báo cái edit test. Ở đây chúng ta sẽ khai báo một cái edit test. Email ed password. Và chúng ta sẽ có một không cần bức tâm nữa. Chúng ta sẽ mapping nhé.
Ở đây chúng ta sẽ viết một cái hàm. Login. View. Ở đây thì chúng ta sẽ gọi login process. Và chúng ta sẽ truyền vào hai giá trị. Ở đây thì các bạn sẽ tự bảy lỗi các bạn nhé. Và chúng ta sẽ chạy lại chương trình. Khi chạy lại chương trình thì các bạn mở cái database của chúng ta lên và chúng ta sẽ xem lại. Ở đây ví dụ như là chúng ta sẽ có là Phan Trí, Trí V, a@fpt.edu.vn, bắt buộc là 123456. Thì đây chúng ta sẽ bắt đầu login. Trí Phan a@fpt.edu.vn, mật khẩu như là 123456. Sau đó chúng ta bấm login. Do chúng ta chưa gắn nó bên qua bên XML các bạn. Các bạn qua bên XML và chúng ta sẽ gắn cho nó là on click. Ok. Cái này thì các bạn chưa thành hành password. Và chúng ta sẽ trả lại chương trình. Ở đây thì chúng ta sẽ mở là trifan@fpt.edu.vn 123456, sau đó bấm login. Các bạn thấy login thành công. Hoặc là 123456. Valid login. Ở đây thì các bạn thấy chúng ta đã viết chương trình login. Thì trong cái bài lab của chúng ta thì nó bảo cho các bạn là khi mà đăng ký thành công thì các bạn phải lưu nó vào trong sub reference. Thì những cái điều này thì các bạn sẽ tự làm. Ở đây các bạn, khi mà lưu thành công thì các bạn sẽ sử dụng là lưu nó trong sub reference. Ở đây thì các bạn sẽ làm ra một cái chương trình hoàn chỉnh, có nghĩa là user đăng ký, sau đó là login. Khi login thành công thì lưu vào sub reference, đúng không? Và phần tiếp theo thì bài cuối cùng thì các bạn sẽ làm cái bài số 3. Bài số 3 là kết hợp bài 1 bài 2 xây dựng là trang profile và tạo thêm cái chức năng là change password. Thế đây các bạn sẽ tạo ra là một trang là profile. Trang profile có change password và logout. Trong này thì phần change password thì các bạn làm tương tự như phần login và phần register của chúng ta. Thì cái lần này các bạn sẽ tự làm. Và các bạn sẽ sửa là thành một cái chương trình hoàn chỉnh quản lý user. Nếu user không có thì chúng ta sẽ đăng ký xong chúng ta login và nó sẽ qua cái trang profile và bạn có thể là đổi password cho nó. Đây là chương trình bài lớp 4 của chúng ta.